5 bộ đèn năng lượng mặt trời trị giá mỗi bộ 1,3 triệu đồng do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đoàn Tây Ninh đã vận động đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tài trợ, đảm bảo điện chiếu sáng cho cán bộ chiến sĩ điểm chốt cảnh giới Tân Thanh. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh còn trích từ nguồn vận động trước đó tặng một bồn nước inox có dung tích 5.000 lít trị giá trên 18 triệu đồng để các chiến sĩ chứa nước sạch sinh hoạt. Thay mặt Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, Thượng tá Nguyễn Công Tuân, Phó chủ nhiệm chính trị, chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của tỉnh đoàn Tây Ninh, báo Tây Ninh và các đơn vị ở tuyến sau đã dành tình cảm đặc biệt cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biên giới.